Vâng, xin chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay thì bên An Kiên sẽ sán cho tất cả các bác một cái lô loa 2 bát 20, 2 check và 1 chung. Đấy, một dòng loa thì nó rất phù hợp với những các bác mà thích gọi là bát sâu, mềm mại, check giấy. Con này thì bên em tháo vòng hát cho anh em nhá. Và đây là đây, các bác nhìn thấy thì như này là tháo vòng cho anh em này. Đó. Cái này thì cái dấu có thời gian rồi. Con này thì phòng hát họ sẽ bổ trợ cho anh em, đó là cái giải lời và cái bát nó sẽ mềm hơn. Em nói anh em nhá, dòng loa 2 bát em nói luôn là nó sẽ là phù hợp với những cái bác nào mà chơi cái kiểu là nghe nhạc tầm 60% và hát karaoke tầm 40%. Để mà nói về vấn đề mà vừa đảm bảo cho anh em karaoke và nghe được nhạc hay thì chỉ có những dòng loa 2 bát mới làm được thôi. Con này nó 2 bát 20 anh em. Và con này thì lại về bên em về là kiểm tra rất là kỹ rồi. Tất cả là zin hết anh em này. Đó, từ những cái gân. Thường thường những cái dòng loa 2 bát là gân là đều phải thay. Nhưng con này thì gân đang còn nguyên zin của nhà máy của nó luôn anh em nhé. Đấy, gân nguyên zin luôn anh em. Rất đẹp luôn anh em. Đó, đây là con chung anh em này. Đây là con chung. Và đây là hai con chép. Chép thì nó là từ kép hết anh em. Chép thì đa số nó đều từ kép cả. Đó, con này thì nghe nhạc vàng, nhạc vũng, bolero thì đúng phải nói luôn là chỉ có gật đầu bổ củi thôi anh em nhé. Đó, form dáng đây anh em, form dáng đây và e căng của nó đây, e căng đây anh em nhé. Con này thì bên em vừa tháo ra chưa vệ sinh đâu, nhưng mà các bác nhìn tổng quát là gì ạ? Con này bên em vệ sinh thì nó sẽ đẹp tầm 80%, đấy 80% cho anh em trở lên. Con này thì nó là thùng sơn sần anh em nhé, chứ không phải thùng giấy, nó là thùng sơn sần nên là đảm bảo cho anh em về cái ngoại thất nó cũng khá là đẹp anh em, và nói là đẹp. Mà nói chung là cái giá loa này thì bên em cũng đang xả cho anh em, phải nói luôn là rẻ chưa từng có luôn. Các bác cứ cần gõ Google, các bác tham khảo những cái dòng loa 2 bát 20 đó, thì giá đâu đó sẽ trên 5 triệu rưỡi hoặc là gần 4 triệu một cặp. Đấy, và bên em thì bao đẹp xuất sắc rồi, bao zin cho anh em rồi, gân cũng là gân zin luôn, chưa phải là gân thay. Mà giá bên em đang để cho anh em giá rất hợp lý luôn, đó là 2.500.000 đồng. 2.500.000 đồng là bên em đã bao cước cho anh em rồi, một cặp này luôn, công suất là 200W. Con này là trở kháng là 8 ohm anh em nhé. Đấy, và công suất pick của nó lên đến là 800. Đấy, công suất pick lên đến 800, tức là cái độ chịu đòn nó cũng khá là tốt. Anh em chơi tầm phòng 20-15m² quay đầu là ok rồi. Đấy, rất đẹp luôn anh em nhé. Đương nhiên rồi, những cái dòng loa xịn thì anh em biết là mã màng các thứ này đây. Bát thì mã màng đều có cả anh em. Đó, bát thì mã màng đều có cả mà. Đẹp anh em nhé, nói chung là đẹp xuất sắc cho anh em luôn. Đó, đẹp tầm 80% trở lên. Đó, mà giá chỉ có 2 triệu rưỡi một cặp thôi. Quá rẻ rồi. Chưa bao giờ mà cái loa 2 bát mà nó rẻ như bây giờ luôn anh em. Đấy. Nên là cái này là em chưa vệ sinh đâu, chỉ cần lau chùi qua bắt đầu là tỉ tót lại cho anh em thì nó là gọi là đẹp rồi. Tầm 80% trở lên thì quá là ok rồi. Giá cũng rất là hợp lý rồi. Chỉ có 2.500.000 đồng anh em nhé. Và đương nhiên anh em chú ý là loa này thì nó cũng khá là nặng đấy, chứ không phải là nhẹ đâu, vì nó 2 bát mà. Là anh em cọc cho em một ít nhé. Đó, hàng đến thì anh em thử ok là ấy luôn. Còn loa này thì anh em chơi âm ly cũng rất thoải mái này. Công suất 200W thì nó cái công suất nó cũng rất là dễ chịu, cực kỳ là dễ chịu. Nên là âm ly kéo thoải mái, mà nó lại là 8 ohm chứ không phải 4 ohm anh em nhé. 8 ohm, đấy. Đó, 8 ohm, quá đẹp luôn, 2.500.000. Số lượng thì bên em không có nhiều đâu anh em ơi. Anh em nào có nhu cầu về những cái thằng như này rồi thì liên hệ sớm cho em nhé. Số lượng cũng không có nhiều cho anh em chơi đâu. Đó, hàng đẹp thì cũng không có nhiều. Anh em mà mua càng sớm thì càng được hàng đẹp thôi. Ok anh em chưa? Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ cho em nhé. Ok này. FS Fortuner Star. Đó, ok nhá. Rồi, bác nào có nhu cầu liên hệ vào đây chưa? Vào đây thôi. Đây, kể cả số tài khoản và số điện thoại của em đều đây nhá. 0987891921 này. Đó. Ankino này, chủ tài khoản ông Nguyễn Bay anh em nhá. Ok chưa? Quá đẹp cho anh em rồi. Hàng hiếm anh em ơi, mà giá rẻ thì không có nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.